Vâng, hello, xin chào quý vị và các bạn đã đến với video trên kênh Xuân Muộn TV của mình trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nhá. Và hiện tại mình đang có mặt ở khu vực ngã ba kép Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang và hiện tại hơn 6 giờ một chút, 6 giờ qua 5 phút. Và mình đang có mặt hôm nay thì mình thấy vải hôm nay thì ở khu vực này thưa hơn so với hôm qua rất là nhiều. Lý do chắc là một số là bà con hôm qua thấy khô bán, hôm nay chắc là chưa cắt thì bán quý vị ạ. Đây vải bây giờ hơn 6 giờ nhưng mà rất là thưa so với khác xa so với sáng ngày hôm qua nhé. Ngày hôm qua thì ở khu vực như thế này thì đông lắm rồi. Và hôm nay là ngày 16 tháng 6 2023 các bạn ạ. À không phải là 15 hay sao chứ nhỉ? 15 16 nhỉ? Quên rồi. Và 16 rồi các bạn ạ, ngày 16 mình quên ngày. 16 tháng 6 với nhá, còn âm lịch thì ngày 29 tháng 4. Rồi mình sẽ quay xem một chút công tác mua bán vải của bạn này. Từ đây vào lên khu vực Biên Sơn để xem giá cả khu vực này ra làm sao đấy quý vị nhé. Đây mình sẽ xem một số 10.000 của mình được bao nhiêu tiền chị? 10.000 thôi. 10.000 thế à? Giá chung 10.000. Vâng, đường giá 10.000 quý vị ạ. Đây mình sẽ làm, mình sẽ ra này. Đây vải hôm nay là thưa quý vị đây nhé. Đột nhiên hôm nay vải lại thưa so với hôm qua rất là nhiều luôn. Hôm qua thì đông đúc, còn trong sáng hôm nay thì lại rất là thưa vải. Bao nhiêu chưa bán bác? Nói là rẻ không muốn bán. Nói là rẻ không muốn bán. Nói là mấy nghìn thôi không bán. Giá vẫn trên 10.000 chứ. Không được trên 10.000 á. Vâng, đây quý vị có thể nhìn thấy nhá, vải ít lắm. Mà khu vực này trong buổi sáng này thì rất ít đây này. Mình còn chưa biết hỏi được giá. Trung bình thấy 10.000 sao. Và đã đổ vải rồi. Vào đây à? Vâng, vâng, vào đi, vào đi, vào đi. Để em hộ. Thế là lùi lại đi. Lùi đi. Đây, chị cứ lùi đi, em giữ đây. Vâng, phải thưa rồi, bà con đi bán sớm ra thì công tác mua bán cũng rất là nhanh quý vị nhé. Phải sáng sớm mà chưa đến 5 giờ thì bà con đã đi bán rồi. 4 rưỡi bắt đầu là công tác mua bán, 4 rưỡi thì là bán rồi, đâm ra thì giờ vải thưa. Vải nhanh. Mười mấy nghìn cái này à? 12.000 à? 12.000 của anh ấy. Đấy, vải rất thưa rồi. Rồi mình sẽ di chuyển lên cái khu vực Biên Sơn dọc dọc từ đây lên để xem làm sao là mỗi điểm mình quay một chút để cho mọi người cùng biết về công tác mua bán vải trong buổi sáng ngày hôm nay như thế nào, thuận lợi hơn rất là nhiều theo mình. Cái vải hôm nay thuận lợi hơn so với mấy ngày và như sáng hôm qua, điển hình như sáng hôm qua thôi thì hôm nay ra dễ hơn rất nhiều rồi. Thế bây giờ bà con chỉ chờ giá thôi, còn người ta cũng trả giá hết rồi, tất cả mọi cái đều trả giá hết, nhưng mà bà con đang chờ không muốn bán thôi. Đây quý vị, đây công tác mua bán vải của bà con. Mới đang tấp nập ở đây. Ở đây có một cái điểm cân. Mình sẽ dừng lại hỏi một chút xem một số các bác bán này giá làm sao. Thường thường là điểm này mình thấy giá cân hàng giá cao quý vị nhé. Xem có biết là sáng hôm nay thì giá cả nó ra làm sao trong buổi sáng hôm nay thôi. Anh Trung Quốc anh ấy trực tiếp xem hàng quý vị nhé. Ở đây mình thử hỏi xem một số
các bác đã bán rồi, là con chị đây bán rồi. Ôi chị cười tươi, chắc bán vải được giá không? Được giá em ạ. Bán chị bán được bao nhiêu? 20 à? 18 hả? Vâng, chị bán 18.000. Đông nhỉ? TV đấy không? Không, em làm YouTube thôi ạ. Vâng, mình sẽ hỏi các bác này xem nào. Cái vải của anh này được bao nhiêu anh ơi? 17 á. Đây nhà Tùng Mơ nhỉ? Tùng Mơ. Vâng, giá 17.000 quý vị ạ. Đây là cân hàng giá cao, hàng tràng Trung Quốc quý vị ạ. Một hôm mà anh cân hàng Trung Quốc thì vẫn có giá cao hơn, mình sẽ xem và so đó xem ạ. Vâng, vải to to xem mà giá làm sao đấy. 17.000, 18.000. Thế của mình nhìn được bao nhiêu? 17 á. Cân cao đến bao nhiêu anh? 18.000. 17, 18.000. Anh đi làm này một tháng được bao nhiêu view? À một tháng kiếm được rồi. Được ít thôi, ngày mấy trăm. Rất là ok. Buổi sáng mấy trăm nghìn. Phải đăng lên giá được. Nhưng mà bọn anh đặt chế độ kiểu đéo gì mà nó lại lét thế được. Chế độ nó điện thoại đâu, không phải nét đâu. Đó. Nó ở cái điện thoại quay một phần thôi. Mua năm phân khỏi thì giá nó tăng. Mười mấy rồi, cái này mười mấy đây? 18 rồi. 18 rồi. Vâng, đăng lên thôi. Cao cao nhất sổ đấy. Cao cao nhất sổ rồi, 18 cao nhất sổ rồi. Và đây vải điểm này cất vải đẹp quý vị ạ. Chuyên là hàng đẹp thôi. Hàng Trung Quốc quý vị nhá, hàng Trung Quốc, đây là thuộc hàng Trung Quốc rồi. Đó của anh nghe được mấy mấy? 17 á. Vâng. Rồi mình sẽ di chuyển lên bên trên này quý vị nhá, để xem ra mình sẽ làm tổng hợp cái video này lên đến Biên Sơn luôn. Để xem mọi người cùng xem những cái video nó xem những các điểm cân biết rõ được, quý vị phải xem những cái video dài dài thì mới biết được nhá. Vâng, chào mọi người nhá, mình di chuyển đến cái khu vực Làng Lường thuộc Hồng Giang quý vị ạ. Đây Làng Lường Hồng Giang. Vâng, trong buổi sáng hôm qua thì ở khu vực này thì rất là nhiều vải, nhưng mà buổi sáng hôm nay thì hiện tại giờ lại thưa thớt không thể tả nổi quý vị nhá. Hôm qua thì tắc đường ngùn ngụt, nhưng mà hôm nay thì bây giờ rất là vắng bóng đấy. Không hiểu sao mà con chúng ta lại chỉ trong một ngày nhưng mà lại khác nhau hoàn toàn. Con bé ít vải thế nhỉ? Ít gì hết rồi anh ạ. À. Hết rồi à? Bán hết rồi à? Cái này mua cái bao nhiêu nhỉ? Em quay bạn em ơi. Đây, sóng không? Anh lên. Chào kênh Sung Mượn TV. Sung Mượn TV. Đây là vay là. Quay chậm chậm, quay nhanh còn. Quay nhanh quá, không ấy. Quay chậm chậm thế được. Đây nhìn vải nó đẹp nhất. Đâu đâu, đây đây đây. Đi nhanh như thế thôi. Quay vào đây, cười cho lên. Đây vải. Quay anh ấy cho lên. Đây là Phượng Khôn Dẻo nhá. Phượng Nam Khôn Dẻo. Vâng, đây mình sẽ xem sổ của bà chị đang cân để xem. Em chào chị nhá. Khỏe đây. Vâng, giá thì chung chung thôi quý vị ạ. Giá thì đây thì cân hàng thấp thấp thôi, không cao quý vị. 7-8-9 nghìn quý vị. Em chào chị nhá.
Vâng, phải bà con sáng nay đi bán nhanh hơn so với hôm qua rất là nhiều quý vị ạ. Sáng nay thì các bạn là vải mình chắc là nghĩ là ít hơn, là bà con bán nhanh hơn. Mình sẽ di chuyển lên khu vực ở bên trên bên Sơn để xem thế nào quý vị nhé, để xem mọi người bán ở trên đây thế nào đây. Và cái điểm cân này thì cân giá hàng thấp thôi quý vị ạ, giảm 9-10 nghìn thôi. Và mình sẽ dừng lại ở đây quay một chút chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem nào. Ở đây thì vẫn thuộc thôn chính xã Hồng Giang quý vị nhé. Đây không biết là giá cả ra làm sao đây, mình thử xem. Đây chắc hàng rẻ đâu quý vị. Mình nghĩ là vậy, nhìn xem vải xấu xấu cho là hàng rẻ thôi. Mình di chuyển lên khu vực bên Sơn vậy. Vâng, chào mọi người nhá. Mình hiện tại mình đang di chuyển đến khu vực Biên Sơn rồi. Đây thuộc khu vực ngã ba cây Bồ Kết. Khu vực quen thuộc mọi hôm mình vẫn làm video cho mọi người xem hôm qua ấy. Nhưng mà trong buổi sáng nay thì mình thấy rất là ít vải, hiện tại đang là 6:30. Nhưng mà vải cực kỳ ít luôn quý vị nhá. Đây. Đường rất là thông thoáng. Khác xa hoàn toàn so với buổi sáng hôm qua. Giờ thì một số điểm cân thì chắc vẫn còn đang thiếu hàng, vẫn đang ra gọi hàng rất là nhiệt tình đấy quý vị nhé. Đây một số điểm cân thì vẫn đang chờ hàng đây. Bởi vì nhiều lúc thì cứ nghĩ là vải nhiều thì cứ để muộn muộn hãng mua thì có thể được giá thấp hơn, nhưng mà lúc sau thì hết vải thì bây giờ lại không đủ cân, bắt buộc là phải cân thế nào cho nó đủ hàng. Đấy, vải bây giờ ra rất là ít rồi nhé. Đấy, một sọt vải bao nhiêu người bâu vào này. Lúc có nhiều vải lại không cân nhé quý vị nhé. Đây nhiều điểm cân bây giờ lại chuyển sang thiếu hàng đây. Mình nghĩ là như vậy đây. Bởi vì vải thời điểm hiện tại ra ít rồi. Có chứ, em có quay. Hôm nay em chả quay. Chẳng có em vừa mới lên này. Hôm nay ít vải nhỉ. Hả? Tự nhiên bây giờ là ít vải. Sáng qua giờ này vẫn còn tắc đường ý. Bán được bao nhiêu anh? 10.000 nữa nhá. 10.000 à? Vải bình thường. Thường 10.000. Đây lâu lâu có sọt ra. Bao nhiêu người bâu vào rồi này. Đây này. Đây. Trở nên tình cảnh là thiếu vải đây. Nhiều điểm cân cứ chủ quan. Chủ quan là nhiều vải chờ giá xuống mua, nhưng mà cuối cùng bây giờ chuyển sang thành thiếu vải đây. Và đây người ta cân giá hàng thấp thôi, lên quanh 8-9 nghìn nữa. Hôm nay hết vải rồi. Hôm qua lại thừa vải. Hôm nay giờ này lại không có vải nữa. Vâng, vẫn lâu lâu lạc đác có vài sọt trở xuống thôi. Nhưng mà cái sọt nào ra thì có rất là nhiều người xem quý vị ạ. Đây đang thiếu vải rồi. Nhiều điểm cân cứ chủ quan là không mua. Để bây giờ thì bắt buộc phải mua ra bằng đủ hàng. Và mình sẽ đi bên trên một chút để xem còn có điểm nào không quý vị nhé. Vâng, chào quý vị nhé. Mình vẫn ở khu vực Biên Sơn đây. Mình di chuyển lên bên trên một chút thôi. Một cái điểm khác để mình xem bà con bán cho cái xe này xem bán giá thế nào đây. Đây chắc nhìn hàng xấu xấu rồi quý vị ạ. Nhưng mà giờ không có vải rồi.
xe này chị ạ. Chắc mua hàng thấp thấp được phải không? Ờ. Ông mày. Vải đắt lắm hả? 20.000 ba cân. Và đây là vải hàng xấu xấu đâu quý vị ạ, đây không có vải hàng đẹp. Đây cân xe hàng xấu hàng chợ đâu. Số này chắc là mấy nghìn, 6-7 nghìn. Vẫn đi được. Đây có đi hay thế nào đấy? Đi à? Thôi các bạn cứ xe để đấy. Và mình sẽ xem bác này bán cái sọt này thế nào. Trên đây trời xuống đây bán à? Tắc đường Tân Hoa ngược quay lại. Ôi dồi, bên Tân Hoa tắc đường à? Tắc đường báo tắc đường đến cây gạo. Sang đến Tân Hoa rồi. Sang đấy thì anh em báo tắt đường. Ở đây thoáng này, ô tô quay ngược lại. Ở đây thoáng hơn nhỉ, hôm nay. Bốn người. Đô, để chị xem hàng, Ừ. Đố này chị xem hàng. Mười nghìn quý vị ạ. Mười đồng. Đây 10.000 quý vị nhé. Đây vải 10.000 này. Muộn rồi. Bác chưa được 2 tạo, bác lùi em 14 cân, bác lùi nó đúng vào như nèo mà vải ra này được chứ. Lùi nó chuẩn không? Con này 13 cân. Vâng. Quyết bán bao nhiêu con này, 17 cân. Dùng hết rồi. Vâng anh này, anh có bán 9.000 đâu quý vị ạ. Tên gì đây? Quyết hả? Quyết. Mà ghi tên gì được người là được rồi. Có 2 người nắm vào đâu mà. Và giờ bà con trong buổi sáng này thì bà con bán dễ thì về rồi. Cơ bản là về hết rồi. Đây còn một chút sót lại đây, toàn vải xấu xấu chung chung giá 8-9 nghìn. Đây còn một hai ở đây có mỗi 2 xe này cân hàng xấu xấu thôi. Ờ chào anh. Đây cân hàng xấu thôi. Vâng thôi muộn rồi, mình sẽ di chuyển đi về để xem thế nào. Qua khỏi bên Sơn này xem còn có điểm nào nữa không. Đây chỗ chợ bên Sơn quý vị nhé. Đây công tác mua bán vải hôm nay thì là thuận lợi cho bà con, còn giá cả thì nó là giá cả chung rồi. Còn cái cô điêu đi bán làm thế nào nó bán dễ là nói được. Từ sáng hôm nay thì lại bán rất là dễ luôn nhé. Ở khu vực bên Sơn thì giá vải là ít hơn nhiều so với sáng hôm qua tầm 7-8 giờ thì vẫn tắc đường như vậy. Sáng nay thì lại thông thoáng, giờ ít sọt, không thấy còn sọt nào trở từ trên xuống nữa đây. Nó tầm hôm như vậy các vị ạ. Đâu xem nào, xem còn điểm nào nữa không. Vẫn còn điểm nhưng mà không có vải. Những người mua thì vẫn đang rất là tích cực tìm vải nhưng mà không có vải để mua đây. Cần được rất ít vải quý vị ạ.
đây nhiều xe thiếu hàng đây. Nhiều chủ cân thì cứ không cân sớm. Mày ơi. Ơi. Làm gì? Hết hết vải à? Hôm nay bà con bán dễ nhỉ? Vải hôm nay ít hơn hôm qua nhiều ấy. Cái gì đây? Làm sao? Mày con chim này này. Hả? Mày con chim này này. Vâng, vải giờ ít rồi quý vị ạ, không còn vải nữa đâu, hết vải rồi. Em chào chị nhá. Em chưa đủ. Đây qua đây. Có mồm xin hắn hoi mà. Có hỏi rồi nó bắt đi tiếng. Hỏi nào. Vâng, giá vải đó thì lân quanh nói còn 8-9 nghìn nữa quý vị ạ. 8-9-10 nghìn đây, người ta cân hàng thấp, không cân hàng cao. Vâng, mình sẽ dừng lại cái video của mình tại đây rồi, hết vải rồi quý vị nha. Mình xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi cái video của mình trong buổi sáng ngày hôm nay.